Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và đây là Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi khui ra thử xem ở trong cái ba lô của mình sẽ có gì ở bên trong nhá. Let's go. Đây là cái ba lô Jan Sport của mình. Đây là sang một bên nè. Bắt đầu từ bên hông à, đây là một cái ly của Lock and Lock. Một cái ly giữ nhiệt khá là tốt. Thường người ta sẽ có đi kèm một cái ống hút, mà mình thấy cái ống hút nó khá là ngu, cho nên là bình thường mình chỉ kiểu mở ra và làm một nốc hết nước thôi. Đấy, kiểu thế. Ok, sang bên này, bếp bề. Thì trong này mình có một hộp kẹo cao su. Các bạn nên có một hộp kẹo cao su thơm miệng và kiểu giải trí. Tiếng này. Đấy là hộp kẹo cao su của mình. Đây, cái bên nó có một cái ngăn khóa. Và các bạn biết mình thường bỏ gì vào đây không? Chắc các bạn không biết. Đấy. Đây là một đồng xu của Úc, có hình nữ hoàng. Và đằng sau có hình gì giống như nàng tiên cá ấy. Thường kiểu mỗi khi mình có bất kỳ một quyết định khó, mình sẽ tung đồng xu kiểu 50-50 ấy. Mình sẽ tung đồng xu và úp ngửa, kiểu nó có nhiều cái cần dùng đến tung đồng xu kiểu 50-50 lắm, cho nên là đồng xu trong cặp một lựa chọn không tồi. Đây phần mặt trước, trong này sẽ có một cái tripod nhỏ đấy. Ví dụ như các bạn cần bỏ một cái gì lên. Các bạn cần phải có khăn giấy trong ba lô, bởi vì bất kỳ lúc nào bạn đi vệ sinh nhưng mà trường bạn không có nhà vệ sinh, trường bạn phòng vệ sinh trường bạn không có vòi xịt đít và giấy vệ sinh. Bình nóng thế nhở, trời áo khoác này mình khá thích cái này đấy, khá thích cái này, chả biết để làm gì, chắc để trang trí hoặc là móc gì vào đây. Chắc để trang trí á. Cái kiểu bình thường người ta sẽ hay được bút, và mình cũng bình thường mình đựng sách. Đây, đây là Harry Potter phiên bản Ravenclaw. Ravenclaw. Ok, và tiếp tục đi sâu vào bên trong em nó, xem thử là cái em cặp của mình nó có gì bên trong. Thì cái cặp của mình nó khá là vui, bởi vì ở đây nó có một cái ngăn ấy. Đấy, thì ở bên trong ngăn này có một hộp ma sói. Đây, đây giới thiệu cho bạn, đây là hộp ma sói của mình. Đây là thẻ chức năng trò chơi ma sói. Đây là thẻ ma sói. Và xin lỗi các bạn xây, bên trong này có ma sói phiên bản xây nữa. Bên trong mình còn có một cái cắt móng tay. Yeah, bạn rất cần cắt móng tay ở trong cặp. Và đây chúng ta có một cái lược, để mình demo cho bạn xem thử cái lược này nó dùng như thế nào nhá. Đây là cách các bạn dùng lược. Đầu tiên là các bạn phải mở dây chun buộc tóc ra, chứ các bạn không thể chải tóc khi mà các bạn cột tóc được. Nhưng mà tóc mình rít quá cho nên là không chải được. Ok, mình sẽ cất lại vào trong và rất đẹp trai sau khi mà mình cởi dây chun ra. Đây là một cặp kính. Ui, đẹp trai tê nhỏ. Đẹp trai tê nhỏ, các bạn cần một cặp kính râm ở trong cặp. Ui, mình có hai cái lược. Đây, các bạn cần cái đèn pin và đôi găng tay. Cái nịt thì bình thường mình mang rất nhiều cái nịt ở trong người, bởi vì mình chả có gì ngoài cái nịt. Đấy là một cái ngăn khá kỳ dị mà chắc chắn là không phải cái cặp nào cũng có rồi. Ok, tiếp theo thì đây là cái laptop của mình. Thực ra mình không phải cái laptop đâu, nó cái đựng cái laptop thôi, còn cái laptop mình để bên cạnh mà. Đây là cái ví của mình. Cái ví của mình có kiểu phiên bản giới hạn.
Dragon, phiên bản hàng Việt Nam chất lượng cao, giá của nó bằng 1/10 của một cái cạc Mobifone 100. Bên trong này mình có một bịch sữa Milo. Và dặn gần đây thì Milo ra cái loại mà hộp sữa với cái ống hút giấy ấy. Mình rất là ghét cái ống hút giấy đấy vì nó khó hút. Và mình cũng không nghĩ là nó thực sự bảo vệ môi trường lắm. Mình sẽ tiếp tục. Ở đây có một cái nịt nữa. Mình có rất nhiều cái nịt. Đây là một thỏi son lip 2 trong trường hợp môi khô. Demo phát nhé. Hương chanh khá là thơm. Mọi thứ nó cứ đến theo kiểu từng cái ngăn ấy. Đấy. Trong cái ngăn này mình có một cục sạc dự phòng Energizer. Nó sạc điện thoại mình được 2 lần. Điện thoại mình là iPhone 7 Plus. Ok, tiếp tục là dành cho những con người mặt yếu. Demo luôn không? Demo luôn. May trong cặp tôi này không có condom ấy. Nay có condom tôi demo cho bạn luôn rồi. Ok. Tiếp tục là đây là cái AirPods của mình. AirPods của mình là bản sạc không dây, khá thích. Với tóc hôm trước tại vì cái AirPods cũ của mình nó mất cái hộp. Cục sạc. Lúc trước là cục sạc của mình là cục sạc iPhone, mà từ cái đợt dịch xong dọn lên ký túc xá xong rồi tự nhiên nó từ màu trắng nó chuyển thành màu đen nhá. Cọng dây nó cũng thành màu đen luôn đây. Và thứ cuối cùng trong cặp mình đó là một cuốn sổ. Cuốn sổ thì có đi kèm với này, các bạn có thể. Đây là bé chim cút đi kèm với cuốn sổ cút tè. Đấy. Dùng cho 4 năm đại học. Và đó là những gì ở trong cặp mình. Cảm ơn bạn đã xem video này. Và nếu thích video thì subscribe nhá. Peace.